không được. Dạo quá, dạo quá. Phải tưng trên mặt bàn rồi hứng nha. Mạnh lên, mạnh lên. Ê, tính ra cái này cũng dễ chơi chứ không khó như mình tưởng. Này chơi sao em thấy khó ta? Em cũng thấy khó gì trời. Trời, dễ dàng quá vậy. Ôi trời ơi, trời ơi. Hey. Đó. Giỡn. Hay quá Bảo ơi. Không quen quen đâu mà nha anh nha. Hay quá Bảo ơi. Tiếp nè Bảo ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Làm gì Bảo ơi. Thoải mái lên. Thoải mái rồi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, xuất sắc quá em ơi. Trời ơi. Thằng ơi, người rồi Bảo ơi. Đáng mình rồi đúng không? Hay quá Bảo ơi nè Bảo. Hay quá. Vậy quá, vậy quá. Hay quá. Ủa mà sao dễ dàng vậy? Còn nhiều thời gian lắm Bảo ơi. Hay quá Bảo ơi. Trời ơi, trời đâu vậy? Gì vậy Bảo? 7, ê. 6, 5, 4, nhanh Bảo. 3, 2, 1, hết giờ. Cứ ngỡ đâu 15 quả banh tennis là nhiều. Nhưng với sự điêu luyện của Trương Quốc Bảo, dẻo dai, khéo léo, khéo léo của Ngọc Xuyên, thì các bạn bớt quyến rũ bằng cách hớt tóc lại nha. Ừ. Anh Tuyên có nói gì không? Rồi chắc chắn là anh phải chọn Thanh rồi, chứ không lẽ anh tự chọn anh. Cái lúc mà bọn em có họp với nhau thì bọn em bảo là thật ra không biết được là bên đội bên kia có nói thật hay không. Bọn em cũng đang đoán theo cái kiểu là suy luận thôi, bởi vì cái dữ kiện bọn em ít quá. Thì bọn em đầu tiên nghĩ là Leo, bởi vì là bình thường em với Leo ở nhà thì cũng hay chêm nhau. Quay ra thì em thấy Leo tránh mắt em. Nhưng mà khi mà mình biết chắc chắn mình không phải ấy, thì tại sao trong lúc bình luận mình lại lúng túng làm cái gì? Khi mà mình biết chắc chắn mình không phải là người đó. Chắc chắn nếu mà Tiền im lặng là mọi người chọn Tiền luôn. Với cả là ở đây người biết chắc chắn người ẩn danh là ai chỉ có Nam và Tiền. Là anh Huy là ngay từ đầu anh chỉ cho em hết, là để anh đẩy hết mọi nghi ngờ cho em. Lúc mà em mở quả cầu ra em đập con mũi á, xong cái ảnh lấy cái đó đó để nói cho mọi người luôn. Hay lắm em, cố lên em. Dạ đúng rồi, em phải bảo vệ bản thân em chứ. Đúng. Còn bên em á thì gợi ý thì có quá ít rồi, em không thể dựa vào gợi ý được. Gợi ý ban đầu thì anh em đi chia sẻ đó, tức là Tinh ơi Tinh, Tinh xinh đẹp lắm nhưng mà Tinh không phải là bậc thầy ẩn danh đâu nhé. Đến bây giờ ấy, em loại hết tất cả và một người duy nhất theo tất cả các gợi ý là chỉ có Nhi. Em cảm thấy hơi ghen tị một chút xíu bởi vì đội bên kia đã được rất là nhiều cái gợi ý. Và em nghĩ là bên đấy đã có một sự hiểu ý không hề nhẹ. Thôi thì chúng ta hãy đợi kết quả cuối cùng. 1, 2, 3, người truy tìm. Đúng rồi. Ủa chị cũng là người truy tìm thôi. Yeah. Yeah. Khi mọi nào mà bậc thầy, khi nào luôn luôn nói như vậy. Nhưng mà sau khi nghe được cái dự kiến thứ 3 thì em khẳng định luôn. Nick, tôi chỉ biết là để im coi cái đối phương rất thể hiện như thế nào thôi. Mấu chốt để cuối cùng để Aki khẳng định nữa. Khi chơi trò chơi tại sao anh Tài anh lại làm hết, đổ hết những cái trái banh, trong khi đội mình ai cũng cố gắng hết. Đó mà anh Tài giống như anh phá game. Rất là cố gắng, em còn bày cho mọi người cách là bây giờ mình phải chia như thế nào để quan sát những cái trò chơi từ ngay đầu. Nếu mà mọi người nghi ngờ vậy thì thật ra bây giờ nếu mà nói đến chữ thời trang là tất cả mọi người đều phải mặc thời trang. Chính xác. Qua cái mắt xích thứ hai thì Phát mới link với cái dữ liệu thứ nhất thì Phát mới chắc chắn Đằng không phải là thầy ẩn danh. Đúng. Đúng. Trong cuộc chơi này sẽ không có ai nhận là người ẩn danh cả. Đúng. Nếu mà người ẩn danh người ta sẽ cố gắng ẩn. Em sẽ dùng thái độ lạnh lùng nhất bởi vì không ai tin em cả. Không thể nào cứ một chương trình nào liên quan đến sự gian dối, giấu giếm đều nghĩ đến Liêu Hoàng Trinh. Trinh nói một câu đi. Em cảm thấy bị tổn thương. Trinh là ai? Ê, tôi có cảm giác như tôi đang ở trong tòa án nha mấy bạn. À, anh thì không cần lên tiếng, anh đã biết rồi. Em chỉ biết nói là em không phải em, bởi vì từ nãy giờ em chơi cùng với độ rất là xông xáo và hết mình. Cho nên là... Nên là áp úng. Không nha. Dạ, em thấy là đúng là tất cả mọi người đều rất là bị lừa bởi những cái hình thể rất là cơ bản, tâm lý thông thường á. Thì rất là lanh giống vậy. Nhưng mà anh Thắng lại rất im.